Nhưng mà không ai biết rằng cái mà chúng ta ngồi quanh cái lửa đó, nó đã có tác dụng làm cho cái cơ thể chúng ta hồi phục rồi mà chúng ta không biết. Và điều đó thấy rõ là ở trên tộc miền núi. Ở đây ai người miền Tây Bắc? Không có em. Ở đây bác cứ cười lắm. Để cu lỏng nhỏng nha. Và lên cái hỏi, ủa tại sao mà nó không mặc quần mặc đồ? Thì nó thì bố mẹ nó chỉ nói con câu thôi, nói là con nít nó không biết lắm, nói vậy thôi mà nó chạy vậy. Nhưng mà thực ra cái người dân tộc đó họ đã có cái truyền thống dùng nóng lâu lắm rồi, dùng nhiệt lâu rồi. Thì mọi người thấy là đây cái bếp họ là bên cái bếp có cái giường này, thì đặt cái câu hỏi tại sao mà cái giường đó, thì tôi lên tôi hỏi cái hồi xưa tôi đi Hà Giang á, tôi đi lên chỗ bà Thẹn á, thì tôi mới thấy họ có cái giường. Tôi hỏi cái giường này để làm gì, họ nói là dành cho những người bị ốm á, nằm đó thì sáng nó khỏe lên, rồi những người lớn tuổi họ cho nằm ngay kế bên đống lửa. Thì đây là một cái điều khá đặc biệt mà không ai biết là tại sao được vậy. Nhưng mà riêng hồi nãy mình thấy á, là Ấn Độ nó có một cái đề tài nghiên cứu về cái sức nóng á, thì người ta mới thấy là tổng kết rằng là ở Ấn Độ bị ung thư rất ít. Vì sao? Nóng quá. Ấn Độ không chết vì ung thư mà chết vì nóng. Vì nó nóng quá mà. Và khi mà phát hiện ấy, thì người ta dùng cái sức nóng để chữa bệnh rất nhiều. Và riêng Hàn Quốc với Nhật Bản thì làm lẹ lắm. Họ làm cái giường mà nằm mà giường nóng ấy, chính là cũng là một kích thích của nhiều biện pháp ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Và như vậy là có lẽ Trung Quốc là một nước sớm nhất là nghĩ ra nhiều cái kế hay để chữa ung thư. Một cái này ảnh nghèo quá không có tiền, anh chế ông người chữa bệnh ung thư bằng cách là gì? Anh làm miếng này đốt lửa rồi ngồi đánh nằm đánh, anh nướng mình vậy. Mà cái này đâu có đủ, cái này đâu có đủ nhiệt độ để mà cho cơ thể to mà khỏi được ung thư đâu. Nhưng mà để cho mình thấy một cái hình ảnh rất tức cười ha, để chữa ung thư. Và những cái công trình nghiên cứu trên quốc tế, nhất là Mỹ, họ nói rằng là nhiệt độ cao có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Ngay cái hội phổi ung thư Mỹ cũng nói nhiệt độ cao có thể giết chết tế bào ung thư hoàn toàn. Thì giết bằng cách nào? Thì họ có cách của họ, mình không có làm cái đó, nhưng mình có cặp đá để mình làm. Thì làm sao? Thì mọi người biết cái rồi, thôi chút xíu tôi nói tiếp cái phần này, và giờ tôi nói tới cái lạnh. Thì cái lạnh á là nó làm cái nóng á thì lại là máu huyết được lưu thông, nhưng mà cái lạnh thì nó chữa được cái sưng nóng đỏ đau. Thì mọi người bỏ trong cái ngăn lạnh của cái tủ lạnh mình á, và nếu như á, cái nhiệt độ mà lý tưởng nhất của nó là âm 5 độ C đến 18 độ C. Hình thử á, là khi ta để nó vô xong rồi đó thì chỗ nào sưng nóng đỏ đau, ví dụ tôi nói chỉ một cái đơn giản nha, mọi người đi nấu bếp á thì bị nước bỏng của dầu mỡ nó vừa bỏng đỏ lên cái, mọi người kia lấy cho tôi cái cục đá đặt đúng ngay chỗ điểm bỏng đó một chút xíu á, là lấy ra nó tái mặt hết, nó trắng mặt đó rồi chút xíu không bao giờ bị phỏng, nó trở lại bình thường liền. Nó nhanh như vậy đó, thì mình mới nhớ cái chuyện mà cầu thủ đá bóng á, thì họ bị đặt chân đặt tay bị té đó. Thì thấy mấy người kia xịt cái nước đó, đó chính là nitơ lỏng. Cái đó là nó là cái nitơ lỏng, là nó lạnh âm cũng là khoảng 15 tới 18 độ C và nó thổi. Thì hay vậy, thì thay vì vậy thì mình sẽ có một cặp đá để trong ngăn lạnh, khi nào có cấp cứu mình cứ để vô là coi như xong. Những cái trường hợp mà khớp mà sưng nóng đo đau mọi người cứ đặt lên đi là nó hết sưng ngay lập tức. Và quất cũng vậy. Và khi mà phát hiện ra mới thấy rằng là trong cái điều trị lạnh á, người ta dùng nhiều rồi, người ta dùng chữa mụn cốc, nốt ruồi, tàn nhang, đồi môi. Và cái đây là cái lịch sử của hàng liệu pháp chúng tôi cho qua, không có nói nhiều hơn. Và tức là cái đó là cái đề tài nghiên cứu khoa học của một bác sĩ ở Minh Đức ấy, là dẫn lẫn được cái giải Nobel
là ở hai cái cơ ở trong chúng ta. Một là cái tế bào ung thư là rất là ngon ăn cho những cái tế bào thiếu oxy. Cái thứ hai là hướng axit mà không lên kèm. Thì cái đặc biệt là mọi người á, là khi nào mà mình ở đây á, thì tôi có cái chúng ta mua cái đồ mà thử oxy này, chúng ta đo vô á, thì người nào á mà cái chỉ số mà từ 90-93 đó, hoặc là từ 94-95 đi đó, thì những người đó trong tương lai sẽ thiếu oxy và cũng là trong tương lai sẽ bị ung thư. Nhưng mà mình thử cái mình chườm đá gan vô xong nó tăng lên 100 liền, và tôi này nó thử đi thử lại rất là nhiều lần. Mà cái này là của thế giới nó làm rồi, không phải là mình phát hiện đâu. Cái này không phải là được phát hiện đâu nha, cái này thế giới nó làm rồi. Cái thứ hai nữa là gì, là cái lượng pH trong máu á, là cái khuynh hướng á, nó là acid. Thì bây giờ mình chườm đá xong mình thử lại kèm liền. Cho nên mình thấy ở bên Việt Nam, tôi không biết ở bên Tây làm sao, chứ bên Việt Nam nó có bán nó để pH 8, tức là hơi kiềm, để cho uống trong cơ thể mình, để nó trung hòa cái axit và làm cho cái cơ thể mình không có bị ung thư. Và cái cuối cùng, cái thứ ba và quan trọng nhất là gì? Đó là nhiệt độ cơ thể của mình dưới 36 độ C. Nhiệt độ cơ thể của mình là 37 độ rưỡi là trung bình. Nhưng mà cái nhiệt độ của những người bị ung thư ấy, và tiền ung thư ấy, là thường thường là chỉ có 36 độ để xuống. Do đó ai mà thân nhiệt thấp, mình không có điều kiện mà đo chắc chắn, thì mọi người sẽ thấy những người nhiệt độ thấp ấy, là sợ lạnh yếu hơn người khác và ít ra mồ hôi. Và nếu chắc chắn nữa thì mình sẽ sử dụng cái đồ đo nhiệt độ ấy, mà mình thấy mình là 36 độ hoặc là 35 độ rưỡi và hay bị lạnh, thì mọi người có một cái hy vọng rất lớn là mình sẽ bị ung thư trong tương lai. Bị nhiệt độ nó nói lên rồi. Cho nên ba yếu tố là oxy, rồi acid cộng với cái cơ thể hay bị lạnh, thì ta gọi là đó là căn nhà lý tưởng cho những người trong tương lai sẽ được ung thư. Còn mình á, là khi mình chườm đá đó, thì mọi người biết là khi chườm có những lúc mà mình chườm là mình thấy ra mồ hôi đó. Thì như vậy là khi mà nó có rượu mồ hôi ấy, thì chắc chắn một điều là nhiệt độ nó là trên 37 độ rưỡi. Và người nào, và cái khi mà mình chườm đá vậy ấy, nó lưu giữ nhiệt độ đó trong cơ thể mình trong vòng 8 giờ đồng hồ. Trong vòng 8 giờ đồng hồ, và nó làm cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể mình tăng từ 22 đến 22 lần. Cho nên là nãy mình thấy là trong cái điều trị người ta nói bây giờ có cái phương pháp làm gì, là làm sao cho sức đề kháng cơ thể tăng mạnh lên, mà không có cái gì mà tăng mạnh lên bằng cái chườm đá đó. Và chút xíu tôi hy vọng mọi người sẽ báo cáo để hiểu rằng là trong thời gian qua mình chườm, mình thấy cái sức khỏe mình tốt hơn, cái sức chịu đựng mình tốt hơn, đó là cái sức đề kháng mình tốt hơn, và mình ít bệnh tật và mình không có dùng thuốc nhiều, và nhờ cái sức đề kháng tăng lên. Do đó là ý tôi nói mọi người là ba yếu tố là oxy, rồi độ pH, rồi cái nhiệt độ trong cơ thể. Nếu như mình chườm đá nó giải quyết luôn ba cái phần đó, và chắc chắn một điều là ta không bao giờ bị ung thư. Thôi mình tới dừng đó được rồi, đừng hy vọng mình chữa được khỏi ung thư, mình chỉ cần mình không bị ung thư là mình có thể sống tà tà cho tới 120 tuổi này. Và mọi người thấy là cái nhiệt độ cái cơ thể mình á, là khi thấp thì nó lại kèm theo cái sức mà đề kháng cơ thể mình thấp, cho nên như là hay bị bệnh lắm, hay bị cảm, hay bị uể oải, đau nhức rồi các thứ. Nhưng mà khi mà nhiệt độ cơ thể mà tăng cao thì cái sức đề kháng tăng cao lên. Thì cái điều rất rõ, có những cái anh báo cáo cũng hay lắm, tức là nói chuyện hồi xưa giờ hụt hơi, thiếu hơi, rồi leo lên thang lầu rồi thở không nổi, nhưng mà chườm đá xong bây giờ là tất cả trở lại bình thường. Thì vì sao? Vì khi mà nó làm nóng lên thì nó làm cho cái hơi thở người ta tốt hơn. Và chắc có lẽ là đây là những cái phần nói thì chắc cái này tôi qua, tại vì khi nào có dịp tôi sẽ nhắc những cái trường hợp nếu mà ai có bị những ung thư ở đây thì lại đây tôi tư vấn trực tiếp, chứ còn ở đây là tôi có giới thiệu chữa những cái ung thư
là cách làm nào thế nào. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.